Nga xin kính chào quý vị, Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã trở lại với kênh Nga Võ. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2024. Trong video hôm nay, Nga kính xin chia sẻ đến quý vị những điều như sau. 8 cái luật của sở ứng sinh xã hội quý vị cần biết. Khai dùm tiền hưu cho người khác. Được và không được khi nào. Và những điều sở ứng sinh xã hội yêu cầu. Khi quý vị sống ở nước ngoài, quý vị nhận tiền hưu, tất nhiên là ví dụ như là quý vị về Việt Nam, quý vị về Pháp, về Ý chẳng hạn. Một điều quý vị cần làm để tránh sở ân sinh xã hội sẽ ngưng cái tiền hưu của quý vị. Sau đó Nga sẽ xin được phép trả lời những cái câu hỏi quý vị để lại. Nga rất là kính mong quý vị nhấn cái nút share, chia sẻ cái thông tin video đến bà con mình. Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga những phần chi tiết sau đây. Điều đầu tiên nếu người nộp đơn xin tiền hưu muốn ủy quyền quý vị làm đại diện chính thức của họ, SSE Sở Ân Sinh Xã hội sẽ cần một cái bản tuyên bố bằng văn bản ủy quyền quý vị đại diện của họ trong các cái giao dịch với An Sinh Xã hội. Quý vị có thể sử dụng cái mẫu SSE 1696 chỉ định cho người đại diện cho cái mục đích này. Điều thứ hai, nếu quý vị đã nhận cái lợi tích ăn sinh xã hội và đã có người nhận tiền đại diện cho quý vị rồi, nhưng nếu quý vị muốn nhờ người khác làm đại diện thì quý vị có thể là nhờ người khác làm người nhận tiền của mình. Quý vị nói với người nhận tiền hiện tại rằng quý vị dự định nhờ người khác giúp đỡ. Người mà quý vị muốn trở thành người nhận thanh toán mới của quý vị phải nộp đơn tại văn phòng an sinh xã hội. Quý vị cần gọi vào số điện thoại miễn phí của Sở An sinh xã hội 1800 772 1213 từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều vào những ngày làm việc. 3. Ai không thể là người đại diện được trả tiền Người đại diện nộp đơn nếu như người đó đã bị kết án vi phạm theo các mục 208, 811 hoặc 1632 của Đạo luật An sinh xã hội 2 đã bị kết án về một cái tội dẫn đến phạt tù trên một năm, thì những người nằm trong nhóm này không có thể là người đại diện dùm cho quý vị để mà nhận tiền. 4. Ai có thể yêu cầu cái lợi tức ăn sinh xã hội? Khi mà quý vị qua đời, một số thành viên trong gia đình quý vị có thể là đủ điều kiện nhận cái trợ cấp của người còn sống. Những người này bao gồm vợ chồng còn sống và vợ chồng còn sống đã ly hôn, con cái và cha mẹ phụ thuộc. Người phối ngẫu còn sống của quý vị có thể là nhận được cái trợ cấp ở mọi lứa tuổi nếu như mà người phối ngẫu này chăm sóc con của quý vị dưới 16 tuổi hoặc là bị khuyết tật. Đứa trẻ phải được hưởng cái trợ cấp an sinh xã hội thì trong đó nha cũng có chia sẻ nhiều trong những cái video trước đây con chưa lập gia đình của quý vị dưới 18 tuổi hoặc đến 19 tuổi nhưng mà các cháu đang học tiểu học hoặc là trung học toàn thời gian cũng có thể là nhận được cái trợ cấp. Con của quý vị có thể là nhận được cái trợ cấp ở mọi lứa tuổi nếu như mà những đứa con của quý vị bị khuyết tật trước 22 tuổi. Trong một số trường hợp nhất định thì sở ân sinh xã hội cũng có thể là trả cái trợ cấp cho con riêng, cháu cháu riêng hoặc là con nuôi của quý vị cha mẹ phụ thuộc của quý vị có thể là nhận được cái trợ cấp nếu như mà họ từ 62 tuổi trở lên. Để cha mẹ quý vị đủ điều kiện là người phụ thuộc, thì quý vị phải cung cấp ít nhất một nửa cái số tiền hỗ trợ của họ. Điều này có nghĩa rằng là khi quý vị á, có cha mẹ phụ thuộc của quý vị và sau khi mà quý vị qua đời thì lúc mà còn sinh thời đó quý vị là người chu cấp cho cha mẹ mình ví dụ như cha mẹ chi phí một tháng 10 đô la, quý vị phụ cấp trợ giúp lo cho cha mẹ quý vị 5 đô la, thì trong đó là 50%, thì khi quý vị qua đời cha mẹ đủ điều kiện để mà được xác nhận cái tiền của quý vị 5. Điều kiện cần những gì để trở thành người đại diện của người nghỉ hưu? Quý vị phải điền vào cái biểu mẫu SSE11 Cái mẫu này là yêu cầu được chọn làm người nhận thanh toán. Và quý vị phải xuất trình cho Sở An sinh xã hội các cái tài liệu để chứng minh cái danh tính của quý vị. Quý vị sẽ cần cung cấp cái số an sinh xã hội của mình hoặc nếu như quý vị đại diện cho một tổ chức số nhận dạng chủ lao động là của cái tổ chức đó chẳng hạn. Điều thứ 6, ai đủ điều kiện là người đại diện nhận tiền giúp số tiền an sinh xã hội của quý vị. Trong hầu hết các trường hợp á, thì Sở An sinh xã hội sẽ xem và có thể là người nhận cái thanh toán của quý vị là được hay không. Đó có thể là thành viên gia đình, bạn bè, người giám hộ hợp pháp hoặc là luật sư. Trong một số trường hợp thì các cơ quan dịch vụ xã hội, viện dưỡng lão hoặc là các tổ chức khác đề nghị đóng cái vai trò là người đại diện để nhận tiền. Cho nên trong trường hợp này khi mà quý vị có được người đại diện cho quý vị á, thì quý vị cung cấp cái thông tin và liên lạc với sở ân sinh xã hội. Điều thứ bảy, khi ai đó qua đời, điều gì xảy ra với phúc lợi an sinh xã hội của quý vị? Các thành viên gia đình của quý vị có thể là nhận được cái trợ cấp cho người còn sống nếu như mà quý vị qua đời. Nếu quý vị đang làm việc và đóng cái tiền an sinh xã hội, một số cái khoản thế là quý vị phải trả là dành cho cái phúc lợi của người còn sống. Vợ chồng con cái và cha mẹ của quý vị có đủ điều kiện nhận cái trợ cấp dựa trên cái thu nhập của quý vị. Điều luật thứ 8, điều luật này dành cho quý vị đã làm việc tại Hoa Kỳ và về hưu và bây giờ quý vị đi ra nước ngoài quý vị sống ví dụ như là tại Việt Nam hoặc là nước khác chẳng hạn. Quý vị cần làm nếu như không á thì sẽ là sở sinh xã hội dừng cái số tiền của quý vị. Khi quý vị sống bên ngoài Hoa Kỳ, sở an sinh xã hội sẽ gửi cho quý vị một cái bản câu hỏi theo định kỳ. Câu trả lời của quý vị sẽ giúp cho sở Ân sinh xã hội biết rằng Liệu quý vị có đủ điều kiện để nhận cái lợi tức an sinh xã hội hay không? Sau khi trả lời các câu hỏi xong thì quý vị gửi lại cái bản câu hỏi cho văn phòng Sở an sinh xã hội nơi mà đã gửi cho quý vị càng sớm càng tốt. Nếu như mà không gửi các cái câu trả lời lại, khoản thanh toán của quý vị sẽ bị dừng lại. Ngoài cái việc trả lời bản câu hỏi, hãy thông báo kịp thời cho Sở an sinh xã hội về những cái thay đổi có thể là ảnh hưởng đến cái khoản thanh toán của quý vị. Sau khi chia sẻ những cái luật của sở ứng sinh xã hội, bây giờ Nga đi xin được phép là trả lời những cái câu hỏi quý vị để lại. Nga xin lỗi hổng rài đó, bị khàn giọng, mất giọng đó quý vị. Cho nên là Nga không có ra video được thường xuyên á. Quý vị có hỏi rằng, chào Nga cho chị hỏi nếu 62 tuổi mình xin nghỉ hưu sớm thì được nhận 70% thì đến năm 6-7 tuổi mình có được nhận 100% hay không hay chỉ nhận được 70% như trước? Cảm ơn Nga nhiều. Có quý vị trả lời giúp rằng, thí dụ về hưu 62 tuổi được 1.000 đồng, thì tới 6-7 tuổi giá tiền cũng y như 1.000 đồng, không có tăng, không có bớt. Dạ Nga cũng xin bổ sung thêm rằng, mỗi năm đó quý vị, quý vị có cái khoản là phần trăm á, điều chỉnh chi phí sinh hoạt gọi tắt là COLE Ví dụ như năm 2024 là quý vị được tăng là 3.2%. Trong cái số tiền mà quý vị nhận được á, từ cái sở ân sinh xã hội, á, cái nghe tiền hưu của quý vị, á, thì trong cái phần này nếu như mà quý vị nghỉ hưu sớm, quý vị nhận và bị giảm cái số tiền đó vĩnh viễn. Ngoài ra là quý vị sẽ được tăng cái số tiền đó tùy theo cái mức chi phí sinh hoạt sở ân sinh xã hội đưa ra. Có lúc được được 3.2%, ví dụ như năm 2024 nhưng mà có lúc là không được. Quý vị có hỏi rằng hai nga võ tôi có đủ 40 tính chỉ nhưng tôi chưa khai thế 65 tuổi vì tôi đợi 6 7 tuổi để mà khai hưu chính tôi có quốc tịch Mỹ nay tôi ở Việt Nam tôi định cho con ở Mỹ khai hưu giùm tôi tôi khỏi về Mỹ có được không cảm ơn cô nhiều. Và trong trường hợp này quý vị 65 tuổi á quý vị cần liên lạc với sở ân sinh xã hội để mà quý vị nộp cái chương trình Medicare nếu như không là phải bị phạt suốt đời nếu như mà quý vị có ý định là quý vị sẽ nhận cái Medicare tại Mỹ. Về việc nộp dùm đó quý vị thì Nga có chia sẻ trong cái luật đầu tiên trong cái video quý vị điền cái mẫu SSE 1696 là chỉ định cho người đại diện thì quý vị cần phải liên lạc với sở ứng sinh xã hội cái người đại diện này cần tới trực tiếp sở ứng sinh xã hội để mà người ta hướng dẫn quý vị ha Quý vị có hỏi rằng cho cô hỏi, năm dư tính chỉ SSE có bù cho năm thiếu tính chỉ ví dụ như năm 2022 tôi tính ra là năm tính chỉ, năm 2021 tôi có 3 tính chỉ thôi, vậy có thể là bù sang không? Cảm ơn cô. Vợ chồng khai thế chung có thể mượn tính chỉ để mà xin hưu không? Tôi năm nay 69 tuổi rồi. Dạ nga kính mời quý vị á tham khảo cái video nga chia sẻ những cái điều căn bản của Sở Sinh Xã Hội chia sẻ về cách tính tính chỉ. Quý vị có thể đánh vào những cái video sau đây, Nga Võ 754, Nga Võ 584 hoặc là video gần nhất, Nga Võ 915. Quý vị lưu ý cái luật căn bản của SSD đưa ra. Quý vị làm tối đa một năm là 4 tính chỉ, chứ quý vị không thể là làm 5 tính chỉ. Và quý vị cũng không có thể là bù qua bù lại năm nào người ta tính cái tính chỉ của quý vị năm đó cho nên người ta mới có cái luật tối thiểu là 10 năm làm việc và 40 tính chỉ thì quý vị mới đủ điều kiện để mà nhận cái tiền an sinh xã hội khi mà quý vị về hưu và cái tuổi hưu nghỉ sớm nhất của quý vị là 62 tuổi. Dạ, và vợ chồng khai chung đó quý vị cũng không có thể là mượn tính chỉ để xin hưu được. Quý vị có hỏi rằng tôi đã 73 tuổi qua Mỹ năm 2017 và 2018 có giấy tờ đi làm. Liền, cô vui lòng giải thích rõ cách tính tính chỉ từ năm 2018 và dựa trên cái lương tháng trước đây sau khi mà trừ thuế. Xin lỗi vì không có theo dõi kênh của cô trước. Cảm ơn cô Nga và chúc cô sức khỏe để mà chia sẻ những thông tin hữu ích cho mọi người. Dạ nga cảm ơn quý vị rất là nhiều quý vị tham khảo cái video Nga Võ 596. Trong đó, Nga có chia sẻ về những cái năm đó quý vị. Và Nga nói rằng là mừng quýnh tìm được cái thông tin đó. Và dạ, trên màn hình là video số 596. Và quý vị xem thêm cái video gần đây nhất là Nga Võ 940. Nga có đưa ra cái mức thu nhập từ Sở Sinh Xã Hội đưa ra là từ năm 2002 cho tới năm 2024. Câu hỏi tiếp theo quý vị hỏi rằng, xin cô Nga cho biết trường hợp mẹ già mất đi, con cái đã lớn có được hưởng cái trợ cấp từ tiền hưu của mẹ không? Dạ, câu hỏi của quý vị nằm trong một trong 8 cái luật Nga vừa chia sẻ trong cái phần đầu của video là quý vị tham khảo cái luật số 4. Quý vị có hỏi rằng, chào Nga Võ, tôi chưa đủ 40 tính chỉ Bây giờ bị bệnh, không đi làm, muốn lãnh tiền hưu có được không ạ? À? Và sau này, nếu có việc làm nhẹ, tôi có đi làm không? Mong cô cho biết. Chào cô. Cảm ơn cô. Dạ, cái phần này Nga chia sẻ là khá là nhiều trong những cái video trước đây. Trong trường hợp này, quý vị đi làm và chẳng may bị bệnh nghỉ ngang thì quý vị nộp đơn xin cái chương trình SSDI để Sở Ân Sinh Xã Hội xét cho quý vị khi quý vị nộp đơn và SSA sẵn sinh xã hội xét cho quý vị và nếu như quý vị đủ điều kiện nhận cái chương trình SSDI này thì quý vị nhận. Sau khi mà quý vị đủ tuổi nghỉ hưu đầy đủ thì sở ứng sinh xã hội sẽ chuyển cho quý vị từ SSDI sang cái chương trình SSE chứ nhiên là cái tiền hưu của quý vị. Quý vị đi làm được nhưng mà nếu như cái độ tuổi của quý vị á, là lãnh hưu sớm thì cái thu nhập nó sẽ giới hạn. Tất nhiên là cái thu nhập mà quý vị đi làm mà kiếm được là sẽ giới hạn. Còn nếu như mà quý vị nghỉ hưu tuổi đầy lũ rồi thì quý vị làm bao nhiêu cái thu nhập cũng được không có bị trừ đi cái số tiền hưu của quý vị. Quý vị có hỏi rằng chào cô Nga cô cho mình hỏi là đến tháng 9 năm nay mình 65 tuổi có quốc tịch Mỹ ở Mỹ được 9 năm, chưa đủ 40 tính chỉ, như vậy mình đủ điều kiện để đăng ký chương trình Medicare không? Xin vui lòng chia sẻ thông tin, cảm ơn cô nhiều và chúc sức khỏe. Quý vị trả lời giúp rằng, nếu bạn còn sức khỏe để làm việc, thì hãy cố gắng làm việc thêm một năm nữa cho đủ 40 tính chỉ. Vì lý do Medicare là dành riêng cho những người đã có đủ 40 tính chỉ. vả lại, nếu bạn sinh về hưu lúc 65 tuổi là hưu non hay hưu sớm, vì theo luật mới về hưu đúng tuổi ở Mỹ là 67 tuổi. Do đó, nếu bạn làm thêm một năm nữa cho đủ tính chỉ, đã quy định rồi về hưu lúc 67 tuổi là vừa đúng tuổi về hưu sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi hơn nhé. Xin chúc bạn được nhiều may mắn trong việc chọn lựa trong tuổi về hưu nhé. Nga xin tri ân quý vị rất là nhiều, đã trả lời giúp rất là chi tiết và chính xác. Nga xin chia thẻ thêm một chút theo cái luật của sở ứng sinh xã hội mặc dầu là quý vị chưa đủ cái tính chỉ để mà quý vị nhận cái Medicare thì quý vị vẫn cần nộp đơn thông báo cho sở ứng sinh xã hội về cái chương trình Medicare trước khi mà 3 tháng và quý vị trở thành là 65 tuổi. Khi quý vị làm thêm một năm nữa thì quý vị sẽ đủ điều kiện nhận tiền hưu vì quý vị tối thiểu 10 năm 40 tính chỉ Đồng thời lúc đó quý vị cũng không có lo lắng là quý vị sẽ bị phạt vĩnh viễn suốt đời trong cái Medicare nếu như mà quý vị nộp đơn trễ. Tại vì quý vị lưu ý, trước 3 tháng cần nộp đơn cho cái chương trình Medicare khi mà quý vị bước sang tuổi 65. Quý vị có hỏi rằng, chào Nga, tôi năm nay 65 tuổi, lúc trước tôi đi làm USPS suốt 20 năm, vào năm 2017 và 2018 mở hai cái khớp gối, từ đó tôi hưởng SSDI vài năm và họ chuyển qua SSE, tất nhiên là tiền hưu. Bây giờ vợ tôi 64 tuổi, làm trên 20 năm, trên 40 tính chỉ, muốn về hưu sớm hơn 67 tuổi. Vậy tôi muốn claim hồ sơ của vợ vào hồ sơ của tôi. Rất mong cô cho ý kiến thành thật. Cảm ơn cô ngay nhiều. Dạ, trong phần này quý vị lưu ý, quý vị đi làm suốt cuộc đời tối đa là 40 tính chỉ chứ không thể hơn 40 tính chỉ. Tại vì đó là cái luật của SSE đưa ra. Khi mà cô nộp đơn á, để xin tiền hưu thì trước tiên người ta sẽ xét có hồ sơ của cô. Nếu như mà có hồ sơ của cô đó cao hơn thì sẽ là cho cô nhận cái phần của cô. Còn nếu như mà có hồ sơ hưu của cô nó thấp hơn thì lúc đó là người ta sẽ cộng vào có hồ sơ của người chồng để xét thêm bên nào cao hơn thì người ta sẽ cho cô nhận cái phần đó. Nếu như quý vị có bất kỳ cái trải nghiệm, kinh nghiệm nào hoặc là bất kỳ câu hỏi nào, Nga rất là kính mong quý vị để lại dưới cái video. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi cái video. Nga kính chúc tất cả quý vị và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều ăn vui. Nga xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo.